Rồi xin chào anh em, thì đầu năm mới em lại review cho anh em bộ combo 299P2, DCK 299P2 của DeWatt, hàng chính hãng Mỹ, Made in USA. Đó, hàng Made in USA luôn. Thì hàng này là 20V nhập Mỹ, bao gồm 996, một pin 5A. Đó, 996, một pin 5A, đây mã 996. Thông số kỹ thuật. Đó. Rồi tiếp theo là mã 887, cũng pin 5A luôn. Rồi đây, mã máy thông số kỹ thuật. Made in USA hết nha anh em. Rồi, còn sạc của nó là sạc 115. Đó, điện 120V. Thì bộ này là năm 2019 thì em đã giảm giá cho anh em là còn 7 triệu 300 ngàn. Đó, thì đợt này em về tiếp 40 bộ. 40 bộ này thì em sẽ giảm giá cho anh em tiếp và hỗ trợ cho anh em khi mua combo này sẽ được mua thêm các máy như là bu lông, mài và một số máy của DeWatt. Em sẽ giảm giá cho anh em tiếp, khi anh em mua bộ này thì em sẽ giảm giá mấy cái món kia hỗ trợ cho anh em khi mua hàng. Rồi đầu tiên bộ này thì em sẽ giảm giá cho anh em là còn 7 triệu 100 ngàn trên một bộ năm 2020, còn 7 triệu 100 ngàn, rất là rẻ. Anh em bỏ qua hàng bãi đi, em khuyên luôn bỏ qua hàng bãi và bỏ qua tất cả các mặt hàng mà khi anh em mua này kia mà các hãng mà nó bán giá cao thì anh em bỏ qua. Đó, bộ này là lực khủng rồi, cho nên anh em đi công trình cứ chọn bộ này mà quất tính ra một cái máy. Một bộ này nếu mà đơn 7 triệu mốt mà anh em chia đôi cho hai máy, hai pin một sạc á, với thùng luôn á, anh em chia đôi là thành chưa được 3 triệu rưỡi một cái máy nữa. Đó, mà pin là sử dụng gần như cả ngày rồi. Đó, máy rất là khỏe. Đó, lực rất là cao. Đó, đèn chiếu sáng tiết kiệm pin dành cho anh em nào làm ban đêm này kia. Đó. Tất cả máy có điều tốc. Và đèn chiếu sáng hết. Đó. Thì bộ này em giảm giá chương trình cho anh em là 40 bộ luôn nha anh em. Cho nên anh em lưu ý, 40 bộ này em sẽ giảm giá cho anh em từ nay cho đến hết Tết. Hết Tết ta. Đó, có nghĩa là trong quá trình này là thứ nhất là đầu năm mới và thứ hai là cuối công trình của anh em để giao, ví dụ anh em làm công trình để giao cho khách hàng trước Tết Tây, trước Tết ta, thì anh em đẩy nhanh tiến độ thì anh em cần máy thì liên hệ em sẽ đẩy giá tốt cho anh em tất cả các mặt hàng luôn nha anh em, chứ không phải riêng bộ này. Đây là em review cho anh em bộ này thôi, nhưng mà tất cả các mặt hàng của em từ Tết Tây cho đến Tết ta em sẽ giảm giá tốt cho anh em hết tất cả hàng luôn. Đó, anh em lưu ý, anh em cứ đến địa chỉ trên video đó, cứ tới đó liên hệ em, alo em đó. Còn tại vì nhiều lúc em ở bên cửa hàng bên kia cầu là, có nghĩa là gần nhau hết, em ở gần nhà không à, cho nên anh em cứ tới, nếu mà em khóa ngoài thì anh em cứ alo em về thì ngay trong vòng 1-2 phút là có mặt rồi, tại em thường uống cà phê gần nhà chứ ít mở cửa đó. Thì anh em lưu ý. Rồi bộ này có có giá là 7 triệu mốt nha anh em, sẽ được hỗ trợ giá khi anh em mua thêm các mặt hàng khác nữa. Khi anh em mua bộ này xong, anh em mua thêm bu lông mài này kia thì em sẽ hỗ trợ giá cho anh em tốt nữa. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Số điện thoại của em 0931172897, địa chỉ 854 sạc 43 Thông Nhất, phường 15 Gò Vấp. Tết này thì anh em cứ vàng đỏ mà mua nhé, cho năm mới may mắn suôn sẻ. Đó, cứ để watch Milwaukee mua cho cả năm may mắn. Tết sắm bộ về thứ nhất trưng cho đẹp, mai vàng, đó, đào. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.